Rồi, nữa lại ha. Hôm nay là hướng dẫn em giải cái đề tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-6 môn toán thời gian 30 phút của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai. Đây là đề tham khảo hay gọi là dự thảo. Ở đây này nó gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận. Trắc nghiệm nó cho là 6 câu. Trắc nghiệm là 2 câu, còn trắc nghiệm trả lời ngắn là 2 câu và tự luận là 6 5 4 bài. Thì nó gồm 8 điểm đó, còn cái kia là 2 điểm. Rồi tôi sẽ đi vào phần trắc nghiệm trước. Bắt phương trình này giải như thế nào? Thì chúng ta đã biết cái cách giải rồi ha, thầy nhắc lại nha để cho nhớ, chứ còn không quên mọi cái thầy nhắc lại mấy cái kiến thức này, nhắc lại một lần cho nó quen. Đó. Thì muốn giải được bắt phương trình, phương trình bậc nhất án bắt phương trình trang 32, và mình dựa vào cái ví dụ của nó. Để lấy cái ví dụ đó. Đó. Được chưa? Ví dụ này. Đó, ta có đó, đầu tiên nó có hai chấm vậy đó. Cái bắt đầu nó chuyển vế qua. Đúng không? Thì đây mình chuyển qua, thay vì mình cộng mình để mình chuyển qua lớn bằng 10. Rồi bây giờ mình sẽ nhân cho, để cho nó mất số 2 là nhân cho 0,5. Đó, nhân 0,5 nhân 2x. Nếu mà 0,5 nhân cho 10, 0,5 là số dương, không có đổi chiều, là 0,5 nhân 2x là x, lớn bằng 0,5 nhân 10 là bằng 5. Đó, vậy nghiệm của bắc phương trình là x lớn bằng 5. Đó, giống hệt nha, làm giống như sách giáo khoa luôn. À, ta chọn x lớn bằng 5 hay là cái này nè. À, nó cố tình nó ghi ngược, chọn đáp án là D. Rồi ta đi vào câu số 2. Câu số 2 là kiến thức của lớp 8, nhưng mà lớp 9 chúng ta cũng làm lại điểm tất cả các nghiệm của phương trình. Thì mình muốn giải các nghiệm của phương trình đó. Thì giống như, nhưng mà đây có điều kiện nha, mình không có điều kiện, mình chỉ dùng cái từ giống như gì này, dài số đó. Vậy phương trình có nghiệm ha, giống vậy, nhưng mà mình dùng, ví dụ có hai cái mình dùng cái chữ hoặc hoặc chính giữa nha, giống như lớp sách lớp 8 thì cái này sách của này, cái chữ hoặc chính giữa đó, là hình thức nó giống gì nè, dạy nó giống gì, hình thức nó giống gì. Rồi ta có cứ bắt chước chuẩn theo sách giáo khoa là ok, cho mọi cái bằng không, giống như cái phương trình từ khúc này trở đi, đúng chưa? 2x cộng 6 bằng 0, hoặc 12 trừ 3x bằng 0. Nó làm hơi nhanh, cái này là 2x à. Chuyển trừ 6 qua thành trừ 6, anh em chuyển qua 3x trừ 3x chuyển qua 3x bằng 12, ghi đảo vế lại đó, x sẽ bằng là trừ 6 chia cho 2, x sẽ bằng 12 chia cho 3 bằng là trừ 3 hoặc là bằng 4. Đó. Và kết luận ở đây nó kia là tập nghiệm. À, vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là, tập nghiệm là mình lấy là trừ 3 với 4. Thường tập nghiệm nó như là chữ S, khỏi chữ S cũng được, trừ 3 với 4. Thì chúng ta chọn đáp án là A. Ta đi vào câu số 3. Số 3 là cho tam giác ABC nối tiếp trong đường tròn O. Cái góc BOC bằng 80 độ. Tính sơ đo góc BAC.
Cái bài này cũng bình thường thôi, nhưng mà nếu làm theo tự luận và trình bày như thế nào? Tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn O, mình vẽ cái đường tròn O ra, vẽ nhỏ thôi. Cái bài này không nên vẽ to. Rồi. Có góc BOC bằng 80 độ. Ví dụ góc BOC đây, giờ nhắm chừng đi ha, đang đo là 90 đây nè, nhắm chừng đây cho nó nhanh. Đáng lẽ là lại lấy cái thước đo độ mới đúng. Nhưng mà nhắm chừng cho nó nhanh. Rồi, ABC, ABC vẽ đâu cũng được, vẽ đại. Nó đâu yêu cầu vẽ như thế nào đâu. Thích vẽ đâu vẽ. Thích mình vẽ đây cũng được. Ví dụ vẽ đây cũng được, vẽ đâu cũng được. Tùy mình ha. Đó là do mình chọn ha, vị trí. A nằm đây. B nằm đây. C nằm đây. Đó. Cho vơ C là 80 độ. Tính số đo góc BAC thì BC là 40 độ á, nhìn là biết đáp án rồi. Nhưng mà trình bày là như thế nào? Cái cách trình bày là như thế nào? Ta có nè. Tức là cái góc BOC sẽ bằng là số đo của cái cung BC. Số đo cung BC. Trước là chúng ta học lý thuyết rồi đúng không? Góc BOC chứ coi là cái lý thuyết. Này là của học kỳ 2. Số đo cung. Trong giai đoạn đầu chưa có quen thì cái này của chưa quen thì chúng ta hơi có khó, nhưng mà từ từ chúng ta quen thấy dễ lại. Cách trình bày nó quen ha. Rồi sách mới phải làm cho chương trình sách mới nha, sách cũ là trình bày khác à. Cũ mới giờ nó không có giống nhau nha, có một số cái giống rồi nè. Ví dụ bây giờ cái góc AOB này thấy chưa, đó nó sẽ bằng số đo cung AB 90 độ. Còn hai cái góc này là hai góc nội tiếp chắn cung AB này. Hai cái góc AMB đó thì số đo nó bằng 1 phần 2 số đo của cung này. Đó là phải nằm lòng mấy cái này mới được. Tức là mình phải ghi cái số đo trước. À, là cái số đo của cái cung BC ghi trước. Cái số đo cung BC chưa có được đẹp. Trong này nó không có cái dấu đó nó để lên đó. Đó, số đo cung BC nó sẽ bằng góc BOC là bằng 80 độ. Đó, như lý thuyết đó, thấy chưa? Ta có góc nè, tức là mình nếu mình ghi chuẩn của nó là giống gì nè. Đi theo chuẩn của nó là vậy. Là làm sao? Ta có là góc AOB BOC bằng 80 độ và là góc ở tâm của
tại vì mình học nhanh chương trình cho nên buộc là mình phải làm từ từ, là gốc ở tâm, và là gốc ở tâm chắn cái cung AB, nên số đo cung AB, số đo cung AB BC chứ, số đo cung BC chắn cung BC, số đo cung BC sẽ bằng gốc OBC bằng 80 độ. Thấy chưa? Đó. Rồi sao nữa? Rồi cũng bắt chước giống gì nè, đúng không? Giống vậy, trình bày giống vậy. Ta có cái góc BAC, không? Góc BAC á. Ừ, hiện hiện cái bảng này bực bội. Góc BAC là góc nội tiếp chắn cung ABC, nên suy ra góc BAC bằng 1 phần 2 số đo của cung BC là bằng 1 phần 2 nhân với 80 độ là bằng 40 độ. Đó, trình bày giống vậy đó. Nghe, chọn lấy là C là chuẩn luôn á, y hệt sách giáo khoa luôn, không ai dám bắt bẻ em gì hết. Mà nhiều khi giáo viên giờ em còn chưa biết trình bày nó thật luôn nha, tại cái chương trình mới này giờ nó khó đấy, mình không làm theo sách là mình sai đó. Dù đáp án đúng thì trách nhiệm thì khoanh đại thì không nói, nhưng mà lực lượng là phải làm theo gì mới được á. Rồi tiếp theo, cho lục giác đều ABCDE F, số đo góc FAB. À, bài này làm rồi nha. Mình sẽ, nó là 120 độ đó, nhìn là biết, nhưng mà mình vẽ hình mình cũng đo độ mình biết luôn, nhưng mà mình đang làm theo theo bài bản của nó đó, là mình làm cái bài là đa giác đều. Nằm trong bài đa giác đều, người đa giác đều nè, chính số đo của lục giác đều là mình đã từng làm rồi. Ừ, trình bày giống vậy là được. Đây, số đo này của cái góc F và B này, thì giống như hạch chị, thấy chưa? Ở đây nó có góc là AB, ABC, ABO bằng 90. Đó, góc ABC y chang gì. Đó, trình bày y hệt gì luôn. Không gì khác. Mình vẽ cái hình nó ra vậy đó. ABCDF, tính số đo góc FAB thì đây thì tính là ABC thôi, giống như là sửa ra thôi, đúng không? Làm là y chang như có vậy đâu. Thì các cung ABC, CD, DE, EF, FA chia đường tròn OR thành 6 cung có số đo bằng nhau, suy ra mỗi cung có số đo bằng 360 độ chia 6, 60 độ. Rồi.
Đó. Rồi. Ta có góc A. AOB là góc ở tâm của là góc ở tâm chắn cung AB. Đúng không? Nó kêu tìm là FAB đúng không? A OF đi. Là góc ở tâm chắn cung AF. Đúng không? Rồi. Kia là B AOB BOC là góc ở tâm AOB là góc ở tâm chắn cung AB. Suy ra góc AOF bằng số đo cung AB bằng 60 độ. AOB bằng số đo cung BC 60 độ. Rồi, xét cái tam giác. Xét cái tam giác AOF ta có OA bằng OF bằng R và góc AOF bằng 60. Rồi suy ra. Anh thấy trong sách thì nó đâu có trình bày cái dấu suy ra đúng không? Nó toàn là ghi một lời. Suy ra tam giác. Suy ra tam giác là AOF hay là OAF cũng được. OAF đi. OAF. OAF cho nó giống nha. Đều. Hai cạnh bằng nhau góc 60 đều á, cho nên ta do đó là ở đây AF nó không bằng OA bằng bán kính và góc AF AO bằng 60 độ. FAO đặt nó là số 1. Tương tự tam giác AB AOB có OA bằng OB OAB đi cái gì mà đúng OA bằng OB bằng R và cái góc AOB bằng 60 độ. AOB 60 độ. Nên anh suy ra tam giác OAB đều. Do đó AB bằng OA bằng R và góc EOC và góc OAB 60 độ. Số 2. Rồi từ 1 và 2 suy ra. Nó hỏi cạnh mình không cần hỏi cạnh ha. Đều được rồi. Rồi đều mình bỏ này đi. Do đó này thôi. Do đó này thôi, không cần kia đúng không? À, số đo cung này rồi từ 1 và 2 đó suy ra góc
FAB là yêu cầu. Nó sẽ bằng là gì? FAO cộng OAB. Nói chung này giả hình ra là biết bao nhiêu độ rồi, đúng không? 60 cộng 60, 120. Rồi, chọn đáp án là A. Thầy đang làm theo tự luận nha, theo cái hướng tự luận cho dễ xem. Lấy cái hình sách giáo khoa này luôn. Rồi còn mấy cái cung á, mình có thể tự bổ sung vô thêm mấy cung như này. Cái này lâu lắm, thôi tự bổ sung cái đó đi. Rồi ta đi vào vài câu phần tiếp theo. Đó là trả lời trắc nghiệm, câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Một điểm, học sinh chỉ ghi đáp số của năm của sáu. Câu lạc bộ yêu thích học toán. Câu lạc bộ yêu thích học toán của lớp có hai học sinh nam, ba học sinh nữ. Lớp trưởng chọn ngẫu nhiên một học sinh của câu lạc bộ để tham gia giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá sức để các cả hai học sinh được chọn đều là học sinh nữ. Thì cái bài này mình sẽ làm xác suất, mình biết cái cách làm rồi, đúng không? Còn cái ví dụ mẫu á để làm hiểu ha. Đó, bắt chước giống gì, cứ bắt chước giống gì là được. Đầu tiên nè, copy cái này xuống cho xem. Rồi gọi cái biến cố cái nè, nó còn thiếu cái biến cố. Biến cố nè, biến cố là mình xét cái biến cố. Rồi biến cố A chẳng hạn đó, là cả hai học sinh được chọn đều là học sinh nữ đó. Giống như này nó yêu cầu là hai quả bóng có cùng màu vậy đó, hiểu không? Cái sức là mình phải làm cái đó, nó thiếu cái bước đó, nó mình phải tự đặt ra. Rồi mình ký hiệu. Ký hiệu bây giờ mình học sinh nam thì mình ký hiệu gì giờ? Ví dụ là học sinh nam. Ví dụ em nam là học sinh nam ký hiệu là chữ gì cũng được, không? Ký hiệu hai học sinh nam. Rồi ký hiệu thích cái gì ký hiệu cái đó. N1 đi. Nữ với nam nó giống nhau ha. Boy, girl. Rồi. Chúng chữ gì bây giờ để cho nó dễ đây. X1 đi. XY đi. X1. X2. Rồi. Là hai học sinh nam. Đó. X1, X2 là hai học sinh nam. Y1, Y2, Y3 là ba học sinh nữ. Đó. Của câu lạc bộ yêu thích toán học. Ghi cho đầy đủ là như vậy nè. Ha. Yêu thích toán học của lớp. Của câu lạc bộ yêu thích toán học của lớp. Rồi.
Sau đó mình không gian mẫu của phép thử. Là Omega. À, mình hiểu không? Nếu mình lấy ra hai đứa, đúng không? Xác suất chọn hai đứa thì nó có nhiều khả năng này, tức là x1. Nhưng mà lấy x1, mình ghép ra thứ tự này x1, x2. Đó, gọi x1, y1. X1, y2. X1, y3. Đi về dài tới x2, y1. X2, y2. Oh, x2, y1, x2, 2, x2, y3. Rồi tới y1, y2, y1, y3. Rồi tới y2, y3. Đó. Chúng ta hiểu ha. Đúng không? Nè, x1, x2, x1, y1, một y hai x một y ba là bốn, năm sáu bảy tám chín mười, hai bốn sáu tám mười, đúng rồi. Và số kết quả có thể xảy ra, số kết quả có thể xảy ra là n omega nó bằng là 10. Ừ. Rồi tiếp theo cái biến cố số số kết quả thuận lợi cho biến cố A là x1 hai nam, đúng không? Nó kêu lấy ra là đều là hai học sinh nữ chứ. Hai học sinh nữ thì nó có bao nhiêu khả năng xảy ra? Là hai sinh nữ là y1. Chứ trong trường hợp này nó không có để trong ngoặc, hiểu không? Đúng ra là phải để trong ngoặc hết chứ, đúng không? Để trong ngoặc tức là sẽ xảy ra có biến cố A là khỏi để ngoặc cũng được, theo như lý thuyết là nó không không để ngoặc chỗ này. Là A1, Y1, Y2, Y1, Y3, y2, y3. Đấy, cho nên suy ra là nói chung là sách trình bày sao trình bày giống vậy ha. Rồi cái này đúng ra phải ghi là số kết quả thuận lợi cho biến cố, phải ghi số kết quả thuận lợi nữa. Chuẩn của mình ví dụ không gian mẫu phép thử là A này đúng không, số kết quả thuận lợi cho biến cố A là A cái vạch tập hợp cái này nè, đúng chuẩn của nó là gì nè. Đó. À, là cái kia là omega n omega, cái này là a, n là a số kết quả thuận lợi cho, số kết quả thuận lợi cho biến cố a là số kết quả xảy ra, số kết quả thuận lợi không phải là số kết quả, các kết quả thuận lợi, các kết quả thuận lợi chứ không phải số, đúng không? Đó, các kết quả là các kết quả thuận lợi, rồi từ đó mình mới ghi số kết quả thuận lợi cho biến cố A. Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là số kết quả thuận lợi cho biến cố A là NA đấy, bằng 3. Rồi cái này là xác suất của biến cố A là BA bằng NA chia trên N omega. NA là 3, N omega là 10, là 3 phần 10. Có thể là ghi 0,3 luôn. Rồi. Đó là chúng ta hoàn thành xong câu số 5.
Ta đi vào con số 6. Tính gần đúng thể tích của một hộp sữa hình trụ có bán kính bằng gần bằng 3,8 cm và chiều cao, kết quả làm tròn là bằng 10. Hình trụ thể tích là bia là bình nhân hát đó. Nói chung mấy này là chiếu lại cho em xem hết để tránh trường hợp mình quên. Nè, thể tích của hình trụ nè. Thể tích của hình trụ á, bia là bình nhân hát. Rồi, tính thể tích làm tròn nó hàng phần 10 là một chữ số phân. Đó, thể tích tính gần đúng thể tích của một hộp sữa có dạng hình trụ là B bằng S nhân H, VR bình nhân H, V R bán kính đáy bằng 3,8 gần bằng. Nói chung là đây gần bằng. Rồi, R bình H, chiều cao là 8. Bấm máy ra. V nhân 3,8 bình nhân 8. Đây là xấp xỉ làm tròn khoảng 10. 91 là hình chính thôi. 362,9 cm. Đang đi mét khó. Vậy thể tích của hộp vậy thể tích của một hộp sữa hình trụ khoảng 362,9 cm². Rồi ta đi vào phần trắc nghiệm tự luận. Giải phương trình bậc 2 này thì muốn giải phương trình này chúng ta dùng phương pháp delta. Phương trình cái cách giải phương trình bậc 2 là như thế này nè. Đó, xem cái ví dụ mẫu để làm theo. Cái gì cũng bắt chước ví dụ là ok, hiểu không, là chuẩn. Đó, ví dụ xem ví dụ này. B phẩy là B chia 2 nếu nó chẵn đó, này tính được nè. Ta có A nè là bằng 1. B phẩy á là bằng B chia 2 đó, trừ 6 chia 2 là trừ 3 đó. Hiểu không? Rồi, C là bằng 8. Rồi ta phải ngay delta phẩy. Đó, đúng ra công thức là B phẩy bình trừ AC. Làm chi tiết hơn nó một tí nha. B phẩy bình là gì? Là trừ 3 bình trừ AC là 9 trừ cho 8 là bằng 1, dương. Dương. Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt. X1 bằng trừ B phẩy. Trừ của B phẩy đó là bằng trừ 3 cộng căn delta phẩy. Căn delta phẩy nó làm hơi tắc nha. Chung là làm gì hơi tắc. Giờ thầy sẽ làm theo cái cách chuẩn của thầy này. Rồi ta có đúng không? Rồi cái này cũng được. Rồi. Phương trình có hai nghiệm phân biệt. X1. Rồi thôi làm gì luôn cũng được. Căn của delta phẩy là bằng 1 chia cho A. A ở đây chính là 1. Nó bằng là 3 cộng 1 chia cho 1 là bằng 4. Đó. X2 trừ B phẩy trừ căn delta phẩy chia cho A
3 trừ 1 chia cho 1. 3 trừ 1 là bằng 2. Chia cho 1 là bằng 2. Rồi xong. Nếu mình cứ bấm máy ra coi đúng hay không. Mod 9, 2, 2, 1, trừ 6, 8, ra 42. Ta đi vào câu 2. Giải hệ phương trình. Rồi hệ phương trình thì chúng ta cũng biết cái cách giải rồi. Là của kiến thức học kỳ 1. Hệ phương trình. Đó. Thì vẫn thích làm cái phương pháp thế thôi. Tìm mỗi giáo viên thôi. Không nói gì thì làm phương pháp thế thôi. Thầy đặt hai phương trình để đặt lại. Đó. 5x trừ 2y bằng 8. 2x cộng 5y bằng 9. Đặt hai phương trình đó lại. Đó. Đặt này là phương trình 1. Cái này là phương trình 2. Rồi. Mình sẽ rút ra từ 1 hay là từ 2. Rút ra từ cái phương trình 1 đi. 1, 2 cũng vậy. Ta có 2y nó bằng là 5x trừ 8. À, 2y bằng 5x trừ 8. Cho nên chỗ này mình phải suy ra cái nữa. Y chia 2 số 5x trừ 8 chia cho 2. À, tại vì cái đó nó dễ, nó không có chia. Nên mình có mình đặt cái chia. Hiểu ha? Đặt phương trình 3. Rồi ta mới thay. Y bằng này nè. Mình rút 1 phải thay bằng 2 nha. Thay đó vào phương trình 2. Ta được. Đó, thay đó vào phương trình 2 ta được là 2x cộng 5 y. Thế là 5x trừ 8 chia 2 bằng 9. Rồi. Ở đây nó kêu là giải phương trình này ta được thì đây mình phải giải nha. Chứ không có được nói là giải, không có nói vậy, mình cứ giải bình thường. Mẫu chung của mình là 2 đó, là 4x chia 2 cộng 5 nhân 5x trừ 8 chia 2. Này là bằng 18 phần 2. Bỏ mẫu như năm lớp 8 mình học rồi. Bỏ mẫu được ha. 4x cộng 5 nhân cho 5x trừ 8. Khỏi để dấu chấm này. 5 nhân cho 5x trừ 8 bằng 18. Đó. Nhân ra 5 nhân 5x là 25x, 5 nhân 8 là trừ 40, 5 trừ 8 trừ 40. Chuyển qua 18 cộng 40. Đây là 4 cộng 25 là 29x bằng 50, 18, 40, 58. X sẽ bằng 58 chia cho 29. X sẽ bằng 2. Rồi sau khi giải x mình thay vào cái 3. Thay x bằng 2. Đấy. Nó là vào phương trình 3 phải ta được. À, ta được y chỗ nào chữ x mình thay số 2 vô. 2 5 nhân 2 là 10. 10 mà trừ cho 8 chia 2, 10 chia 8 là 2, chia 2 là bằng 1. Đúng không? Đó. 10 chia 8 chia 2 là bằng 1. Rồi vậy chúng ta kết luận vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là x là 2, y là 1. Rồi mình có thể là bấm máy lại coi nó giống hay không để kiểm tra cho nó chắc. Đó, bấm cái hệ đó lại.
8 mốt 9 1 2 5 bằng trừ 2 bằng 8 bằng 2 bằng 5 bằng 9 bằng, ra là 2 với 1 à, đúng ha. Rồi bây giờ ta sẽ đi vào câu tiếp. Đó là câu vẽ đồ thị hàm số y bằng 2x bình. Rồi, vẽ đồ thị này như thế nào? Rồi, chúng ta cũng học trong kiến thức của học kỳ 2. Rồi, lấy một cái bài mẫu. Đây. Ví dụ muốn vẽ parabol, đầu tiên các bạn phải lập cái giá trị nó trước. Rồi, từ bảng đó đi qua, ta có đồ thị. Đó. Để rồi. Đó. Cách làm nó là như giống gì nè, bắt chước giống gì là được. Đó. Vẽ đồ thị này ha. Ừ. Thì đầu tiên ta lập bảng giá trị. Giá trị của hàm số mình cho tổng cộng là 5 giá trị. Luôn luôn có số 0 nằm chính giữa. Rồi đây là y x, đây là y bằng 2x bình. À, mình thấy nó cho giá trị ha, thường cho mấy giá trị này nếu không có mẫu cho là 1 0 1 2, ở đây là trừ 1, ở đây là trừ 2. Không, mình thay vào đây. Nếu mình không biết dùng máy tính á, dùng phím Ctrl á, 2 bình dùng phím Ctrl 0 bằng, ra là 0 bằng hỏi nhiêu 1, ra là 2 à, bằng hỏi nhiêu 2, ra là 8. Thì bên này tương tự nó đối xứng qua, trừ 1 cũng vậy luôn, trừ 1 cũng ra 2 luôn nè, thấy không, trừ 2 nó cũng là 8 luôn nè. Tức là cái dòng dưới này nó đối xứng nha, đây là 2 với đây là 8 đó. Bước tiếp theo là như thế nào? Trên mặt phẳng tọa độ OXY, đó, lấy các điểm ví dụ theo như đồ thị thì nó lấy theo cái kiểu AB đó, thì thầy lấy theo cái kiểu là AB đi ha, A trừ 2 8, B trừ 1 2, O 0 0, B phẩy 1 2 và C phẩy A phẩy, đó là 2 8. Rồi đồ thị của hàm số y bằng 2x bình là một đường parabol đỉnh O đi qua các điểm trên và có đó, dạng như hình vẽ sau. Rồi mình vẽ ra cái này xong. Thì đây dùng phần mềm cho nó nhanh. Nhập vô y bằng 2x bình.
chấm điểm lên thôi cho nó nhanh, như vẽ mấy này lâu lắm. Rồi ở đây nếu mà lấy tới trừ 2 thì đúng không? X của mình nên là nó lấy y, nó lấy tới 8 nè. Y nó lấy tới 8. Thế thì phải cho thêm. Đây phải cho nó trừ 18 đi. Trừ 18 với 18. Rồi. Này cho y chứ. Rồi, trừ 10 đi. Dưới 10. À, vậy nữa mới đủ, hiểu không? Rồi đây lấy 2 chị 2, lấy dư 2 ô, dù đây lấy dư. À, dù đây 4 với 4 luôn. Cho dư 2 nè. Mà xóa cái đó đi. Cái điểm A nè. Cái điểm A của mình là trừ 2 với 8 đây nè. Nằm đây giống lên đây nè. Đây là điểm A nè. Điểm B là trừ 1 với 2 đây nè. Điểm O là đây. Kia là 1 với 2 đây. Nối nó lại. Nó hơi lâu. Rất là phức. Không phải phức tạp mà nó lâu thôi. Nó dễ nhưng mà nó lâu quá. Nhưng mà vẽ hình nó phải chính xác. Đó. Những cái đường này là nó đứt hết này. Xóa đi mấy này. Đó, nó đi 5 điểm qua 5 điểm màu 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 đỏ đỏ này. Đó, tôi cho 5 5 cái điểm màu này hình màu đỏ nha. Rồi cái parabol mình nó có tên là y bằng 2x bình, ghi vô luôn. Đó là nó đi qua những cái điểm đó đó. Rồi tôi vẽ đồ thị nó ra vậy là xong. Giống vậy thôi. Hiểu không? Đó. Rồi tôi đi vào câu số 3. Câu số 2. Bài số 2. Có hai con nhỏ. Ơi, chờ thêm 1 phút nha, uống nước đó nha.
Rồi, tiếp ha. Lập bảng tần số tương đối của mẫu dữ liệu thống kê 5 chữ cái BNO TV trong câu học hành vất vả, kết quả ngọt bùi. Rồi, nói chung cũng hay. Câu này cũng hay ha. Bảng tần số tương đối là như thế nào? Mình cũng đã biết rồi. Đấy. Nói chung là học qua rồi là nó mới có, chưa có thực hành, nó chưa quen. Thì từ từ sẽ quen. Nha, sẽ quen với cái dạng này. Ừ. Tần số tương đối. Biểu đồ, cái này là vẽ biểu đồ à. Đọc cái bảng tần số tương đối đây nè. Thì muốn lập được bảng tần số tương đối á. Để giờ coi một ví dụ. Đây. Biểu đồ bảng tần số tương đối ở trên này nè. Rồi, ví dụ bên này nè. Ừ. Bây giờ nó cho các bạn gì? À, giờ nó kêu là hãy lập bảng câu B là bảng tần số và tần số tương đối. Thì bạn muốn làm được bảng tần số tương đối, mình phải lập được cái giá trị của cái này ra. À, mình bắt chước giống gì nè. Chưa? Rồi, cái đầu tiên là muốn làm được cái này và lập bảng tần số tương đối thì học hành vất vả đúng không? Lập cái bảng dữ liệu thống kê thì ở đây mình phải lập cái bảng thống kê nó ra, thì cái này ta gọi là bảng thống kê. Bảng thống kê trước khi làm này phải làm cái bảng thống kê nó trước, có 5 chữ cái đúng không? Năm chữ cái. Bạn thống kê. Đây là chữ cái. B N O T B. Đó, tần số chữ B đúng không? Bây giờ cái này phải cẩn thận nha. À, nếu cẩn thận là cái này sai hết luôn, sai là sai xong rồi. Chữ B ở đây có bao nhiêu chữ B? Một chữ nè, hết rồi đúng không? Hết chữ B ha. Rồi một cái N, một hai nè, hai đúng không? Để cho nó đừng bị sót mình sẽ tô màu vô. Chữ O, một hai nè, hai đúng không? Chữ O là hai, N là hai, O là hai luôn. Chữ T, chữ T một hai hai đúng không? Đấy, chữ T là hai. Chữ V một hai nè đúng không? Một hai đúng rồi, là cho hai hết rồi phải không? H không có nữa, G không có nữa, A không có, H A A K E V
U E G U Y. Rồi, ok, đúng rồi đó. Rồi, sau đó mình muốn lập được cái này, mình tính cái gì? Kích cỡ mẫu. Kích thước mẫu. N. Mình lấy nguyên cái này cộng lại nè. Rồi, chữ T là 3. Đúng rồi, T là 3. Rồi, cảm ơn em. T là 1. Nãy nói 3 đúng không? Hãy coi lại. Chữ T 1, 2. Ờ, đúng rồi, thiếu chữ T. Rồi, ok, xem chị là sai đó, hiểu không? T là 3, đúng rồi đó. Kích cỡ mẫu. Kích thước mẫu á, hay kích cỡ đều được. Rồi mình cộng lại. 1, cộng 2, cộng 2, cộng 3, cộng 2. Là bằng 6 với 4 là 10. 6 với 4 là 10. Rồi, sau đó mình tính từng cái nè. Được chưa? Ừ. À, nó nói là gì? Vì tần số của giá trị B là của giá trị B là 1, nên tần số tương đối của giá trị B là, để công thức ha, à, biết công thức này nè, nó có công thức này. F bằng M chia N nhân trăm phần trăm, M là cái giá trị của nó đó, được chưa? À, giá trị đây là 1, không, chia N là 10 nhân trăm phần trăm là bằng 10%, đúng không? Ừ. Rồi, vì tần số của giá trị, rồi mình đổi lại thôi, vì tần số của giá trị B, giá trị N là 2, nên tần số tương đối của giá trị N là 2 chia 10 nhân trăm là 20%, kia là bằng 10 ha, này là bằng 20. Rồi, tiếp theo, vì tần số của giá trị O là 2, nên tần số tương đối của giá trị O cũng y chang. Rồi, vì tần số tương đối của giá trị T là 3, nên tần số tương đối của giá trị T là 3 phần 10, 30. Rồi, vì tần số tương đối của giá trị V là 2, nên tần số tương đối của giá trị V là 2 phần 10. Rồi, như vậy đây, chúng ta lật ra. À, giống như này nha, ta thu được bảng tần số tương đối như sau. Mình ghi thêm dòng. Hỏi ghi hay cái ghi tương tự mình thôi. Mình tính ra luôn á. Ta thu được bảng tần số tương đối như sau. Đó. À, chữ trái này là gọi là tần số tương đối. À, mình ghi mấy cái phần trăm nó vô đây nè, thấy chưa? Đầu tiên là 10%, đây là 20%, 20%, 30%, 20%. Rồi, chúng ta hoàn thành xong bài số 1. Bây giờ ta đi vào bài số 2. Bài số 2 là đi vào bài số 2.2. Rồi, chứng minh phương trình này có hai nghiệm phân biệt. Rồi, và tính giá trị biểu thức này sử dụng VS. Thì chúng ta cũng biết VS rồi. Chúng ta sẽ lấy cái ví dụ mẫu của nó để là trang 8 đúng không?
để làm bám sách giáo khoa luôn đó, là chuẩn nhất, không có cái nào mà qua được sách giáo khoa hết đó. Cho nên thầy cô cho dù có nói gì đi chăng nữa thì cũng không bao giờ bắt lỗi được em. Rồi thì có cái phương trình này, nếu mà làm từ từ là gì nè, a có đấy, a là bằng giống như thế đấy. Tức là mình xét delta thì mình nên làm chi tiết hơn, thì giống gì nó làm hơi nhanh chỗ này hiểu không, thì mình nên ghi là từ từ a là bằng 1, b bằng 7, c bằng 5, đúng không? A bằng 1, b bằng 7, c bằng 5. Rồi, nó dùng luôn delta. Rồi, phải delta bằng b bình phương trừ 4ac. Đó, cũng giống vậy thôi ha, nó làm phải nhanh. B bình là 7 bình trừ 4 nhân 1 nhân 5 là 7 bình là 49 trừ 25. Đúng không? Để trừ 20 chứ. 7 bình là 49 trừ 4ac, 4 5 20 là 29 dương. Nên có hai nghiệm phân biệt x1 x2. Là nên phương trình. Đó, nên phương trình có hai nghiệm phân 1x1 x2. Nên phương trình có hai nghiệm. Tại kia nó để chữ phương trình đầu nó không để, giờ mình để thêm chữ phương trình nha. Nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 x2. Rồi, xong phần thứ nhất rồi đó. Chúng ta mới dùng VS để tính theo định lý VS. Ta có x1 cộng với x2 nó bằng là trừ b chia cho a. B của mình là 7 chia cho a là 1 bằng trừ 7. Rồi x1 nhân x2 bằng c chia a. C là 5, a là 1 là bằng 5. Rồi, bây giờ mình sẽ biến đổi để mình đưa về VS tính m đó. Thì ta có lấy cái này ra, nó giống như hệt như cái dưới này vậy nè, cái cuối cùng, nhưng mà nó thêm nhiều cái hiểu ha, thêm nhiều cái nữa. Rồi mình sẽ biến đổi ra, ở đây là thêm nhét chính giữa vô là 2, là giống như một bình định đó, đúng không? Nó làm hơi nhanh nhé, để làm từ từ cho xem. Này thêm hai một cái thay vô, cái cách biến đổi nó là gì đó, cộng cái thay bình, mình thêm hai một thay phải bớt hai một cái thay ra đó. Còn cái kia trừ 6 của người ta ghi lại, đúng không? Tức là cái lượng mình thêm bớt, này là cái kỹ năng biến đổi thôi. Đó. Rồi. Thì đây là hằng đẳng thức x1 cộng x2 tất cả bình, chuẩn kia trừ 2 chia 6 là trừ 8, x1 x2 nó là nó có tổng di tích này nè, tổng tích ở trên thay vô là xong. Đó, nó cũng thay vô bình thường thấy chưa. Đấy. Thay vô x1 cộng x2 là bằng trừ 7 bình phương trừ 8 nhân x1 với 2 là 5. Mình nói là do hệ thức, do định lý VS. Rồi. Đúng ra là cái đó là hệ thức đó. Nhưng mà trong sách nó ghi cái định lý. Rồi. Hồi xưa là công thức hệ thức định lý gì cũng vậy không? Rồi, mình thay vô mình khỏi ghi này cũng được. Trừ 7 bình là 49. Đúng không? 49 trừ cho 40 là bằng 9. Rồi kết luận vậy. Cái này nó không có kết luận, mình kết luận cho nó đầy đủ ha. Vậy M bằng 9. Làm gì là chuẩn luôn.
chuẩn hơn sách giáo khoa luôn rồi. Bởi vì nó chi tiết hơn tí nữa. Nha. Nó không thừa nha. Ừ. Rồi, giờ ta đi vào bài số 3. Một thửa ruộng. Cái bài này giải bài toán bằng cách lập hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng, diện tích. Bài này nó liên quan tới lớp 8, mình làm hệ là không được, mình làm phương trình đúng không? Rồi phương trình, mình lập phương trình thì mình biết năm lớp 8 rồi đúng không? Thì cái cách lập phương trình, giải bài toán bằng cách lập phương trình thì lớp 8 ta biết rồi, không nhắc lại cái đó ha. Một thửa ruộng hình chữ nhật là có chiều dài hơn chiều rộng là 19 mét, diện tích bằng nhiêu đây, là cái phương trình nó nằm chỗ này đó. Chiều dài hơn rộng mình đặt x là chiều rộng đi, còn chiều dài là 10, 19 cộng x, chứ đừng nên đặt chiều dài nha. Chiều dài thì cái điều kiện nó sẽ là lớn 19 đó, mình dùng diện tích là dài nhân rộng. Và người ta xây một bức tường bao quanh khu đất, tức là mình tìm ra dài với rộng được đó, giải ra x đó. Xây theo chu vi của thửa đất trừ 5 mét, tức là tính chu vi trừ ra 5 mét thì nó sẽ ra được cái số mét mà người ta xây, mà giá đất biết giá tất cả các chi phí bức tường tính theo mỗi mét của chu vi là 2 triệu đồng, mình tính ra bao nhiêu thì mình nhân với 2 triệu thì nó sẽ ra được cái số tiền theo bức tường đó, rất là dễ đúng không, không khó. Đấy. Nói chung là trong cái đề này ăn hay không là công hình này nè, nhưng mà ta thấy cũng dễ nha, không khó nha. So với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì đề này vẫn nhẹ hơn nhiều. Rồi thì chúng ta gọi x, thường người ta gọi cái đại lượng bé nhất đó là chiều rộng đi, gọi x thì đây có đơn vị là mét đúng không, x mét, đúng ra mình phải ghi là đơn vị này, là mét. Nhưng mà thôi mình ghi gì luôn cho nó nhanh. X nha, là chiều rộng của hình của thửa đất có dạng hình chữ nhật, chiều rộng của thửa đất có dạng hình chữ nhật, x là dương đúng không. Rồi sau đó mình tính tới chiều dài, chiều dài nó hơn chiều rộng 19 thì chiều dài phải là x cộng 19. Chiều dài của thửa đất có dạng hình chữ nhật là x cộng cho 19 mét. Rồi chúng ta vì vì diện tích, vì thửa đất có diện tích, vì đất dạng hình chữ nhật, vì thửa đất có dạng hình chữ nhật có diện tích bằng 150 mét vuông, dạ giống như lớp 8, phải cái nên ta có phương trình. Tức là x nhân với x cộng 19 bằng 150. Cái này mình nhân ra, x nhân x cộng x nhân 19 trừ 150 chuyển về là x bình cộng 19x trừ 150 bằng 0. Thì đối với cái bài mà bậc 2 như thế này, chương trình của lớp 9 chúng ta nó cho phép bấm máy nha. Tức là mấy bạn hiểu cái bài toán thực tế mà mình làm cái phương trình bậc 2 này, nó cho bấm máy chứ không cần phải giải theo cái phương pháp kia nha. À, tùy theo mỗi tỉnh nhưng mà là giải theo sách giáo khoa đấy. Thì ở đây cái ứng dụng của phương trình bậc 2 đây đó nè, ví dụ giải ra tới đây cho nên là giải phương trình cho anh ta được, thấy không? Đó, giống vậy, cái kiểu cách nó giống vậy, nó ra được cái phương trình này. Hay người ta ghi cái câu giải phương trình trên. Đó. Còn nếu nó kêu mình giải bình thường thì cứ giải đó, nhưng mà làm theo sách giáo khoa là chuẩn. Phương trình trên ta được đó, mình bấm máy ra, biết bấm ha, mod 9 2 2 1 19 trừ 150 6 với trừ 25
x1 phần 6 là thỏa điều kiện x dương ở mảng điều kiện x dương. Còn x2 đó, là nó bằng âm 25 loại. Đó. Rồi thì chúng ta chưa nha, cái này là mới có tính được chiều rộng thôi, x thôi. Vì chúng ta tính chiều dài. À, chiều dài là x cộng cho 19. Đó. Thì lúc này chúng ta mới tính này. Đó, do đó chiều dài, giờ mình sẽ tính chu vi luôn đi cho nó nhanh ha. Chiều dài của hình chữ nhật, à, tính x là chiều rộng rồi, làm chữ x đó. Chiều dài của thửa đất hình chữ nhật, chiều dài của thửa đất hình chữ nhật là x đấy cho gì, mình thấy x chưa, đó là 6 đó, cộng 19 là bằng 25 mét. Rồi sau đó mình mới tính cái chu vi mình trừ đi 5 mét làm cái cổng ra. Chu vi cứ tính chu vi trước rồi trừ sau. Chu vi của thửa đất hình chữ nhật, à, chu vi là dài cộng rộng nhân 2, tức là x, x là 6, rộng rộng là x cộng dài là 25 nhân 2, 6 cộng 25, 6 cộng 25 là 31 đúng không, 31 nhân 2 là 62 mét, nhưng mình trừ cái 5 mét phần cộng, tức là mình tính cái phần gì, phần chi phí, nên mình tính là cái chi phí, được không? Chi phí này, chi phí số tiền dự định để xây bức tường rồi trừ cái cổng ra, tức là cái số mét để xây bức tường là số mét để xây bức tường là mình lấy 62 mình trừ cho 5 là bằng 57 mét. Rồi sau đó mình mới nói là cái số tiền dự định xây bức tường đó là 57 mét, mỗi mét là theo tính theo chu vi là 2 triệu đồng. Đó là 7 x 2 là 14, 4 x 1, 2 x 7 14, 4 x 1, 2 x 5 10 với 1 11 là 114 triệu đồng. Rồi, mình sẽ kết luận một câu. Những cái bài như thế này nên có một câu kết luận. Vậy, số tiền dự định để xây bức tường đó là 114 triệu đồng. Rồi, ta hoàn thành xong cái bài số 3.1. Ta đi vào bài 3.2. Cho biểu thức B như thế này, điều kiện nó kêu là với x lớn bằng 0. Khác 1 đến chi vậy? Lớn bằng 0 là cái căn x nó tồn tại. Khác 1, bởi vì dưới mẫu này có căn x trừ 1 với căn y trừ 1. À, nếu mà mẫu bằng 0 là x sẽ bằng 1, còn cái căn x cộng 1 hiển nhiên là lớn hơn 0 rồi. À, cho nên cái điều kiện x khác 1 là do hai cái căn này, do cái mẫu x, căn x trừ 1 với y trừ 1 đó. Vậy nó cho sẵn thì mình không có cần tìm điều kiện xác định nha. Rồi nó kêu rút gọn biểu thức B và tìm x để B nhận giá trị nguyên. Thì đầu tiên ta đi rút gọn biểu thức B trước, thì ta ghi nên là ghi với x lớn bằng 0 khác 1 ta có, mới ghi B ra, chuẩn của làm toán là như vậy đó. Rồi sau đó em sẽ rút gọn đó, sẽ rút gọn đó là ở đây em quy đồng mẫu chung của mình là căn x trừ một, căn x cộng một với x trừ một, thì này ta sẽ nhân cho tử cho căn x trừ một, căn x cộng một này quá quen ha, căn x trừ một nhân cho căn x cộng một này để nhân tử cho căn x trừ một đó, căn x cộng một nhân cho căn x trừ một, đây mẫu chính là hàng nhận thức đó, căn x trừ một căn x một đó. Căn x bình là x, một bình là một hết đó. Giờ chúng ta sẽ để mẫu chung căn x chi tử cộng trừ tử đúng không, à, mẫu chung căn x cộng một căn x trừ một, đừng cứ nhân cái mẫu vô lại nha, là nhân vô nè, căn x nhân với căn x
đó là bằng x căn x nhân với 1 là căn x trừ căn x nhân với căn x là trừ x, trừ căn x nhân với trừ 1 là hành lại căn x trừ 2 để lại, mẫu để lại. Rồi cái này rút gọn là x chỉ x mất, căn x cộng căn x là 2 căn x trừ 2 mẫu để lại. Ở trên tử ta đem 2 nhân bị chung ra ngoài, còn lại là căn x trừ 1 mẫu để lại. À, sau đó ta rút gọn cho căn x trừ 1 còn lại 2 chia cho căn x bằng 1. À, từ đó ta mới suy ra B. Đó, ghi cái cuối cùng, nó ghi bằng bằng để ta ghi cuối cùng, ta nên ghi lại cái. Đó. Với đó, suy ra thì ghi với cái điều kiện phía sau. Đó, quá chuẩn luôn. Thầy trình bày là khỏi lo luôn em. Tháng thì đậu thủ khoa luôn ha, 10 điểm luôn. Luyện cái này là 10 điểm là có khả năng thi lắm á, chứ không phải giỡn đâu. Rồi. Tìm x để B nhận giá trị nguyên. B nhận giá trị nguyên. Thì bây giờ nè, nói chung là có nhiều cách giải. Nhưng mà cái cách thông dụng là như thế nào? Đây. Thì ở đây á, chúng ta phải dùng cái phương pháp là gọi là đánh giá. Phương pháp đánh giá là như thế này. À, nói chung là cái cách bài này mà người nào làm ước là sai. Bởi vì ước là cái mẫu phải là một cái số. Phải là một cái số chứ không phải là một cái căn. Cho nên bài này làm ước là sai. Cho nên phải làm theo cái đánh giá. Đánh giá là như thế nào? Bây giờ mình xem đây. Thì mình nhớ hồi đó đó là nếu hai phân số mà tính là dương hết nha, cùng mẫu, cùng tử đi, mà mẫu lớn hơn là sẽ bé hơn. À, nhớ điều đó ha, cùng cùng tử mẫu lớn hơn là sẽ bé hơn đó. Cho nên chỗ này chúng ta làm cái mẫu cho nó giống như cái này nè. Nè bây giờ ta có đầu tiên là ta phải có thì cái b của mình nè, ta bằng là 2 chia cho căn x cộng 1. Mình biết rồi, 2 là số dương, 1 là số dương, căn x cũng là số dương, không phải dương mà là có thể bằng không, không âm, lớn bằng không được. Như vậy nếu như x này mà nó rất là to à, thì cái 2 này nó chia cho cái số này nó có thể là vẫn dương nhưng mà nó gần như bằng không, đúng không? Cho nên nó lớn hơn không, luôn luôn lớn hơn không, không phải âm được, không phải bằng không được luôn, x bao nhiêu cũng vậy, hiểu không? Lớn hơn không đó, mình ghi là vì sao, vì x lớn bằng này, đúng không? Nên căn x của mình là cái số, căn x của mình là cái số gì, căn x cộng 1 của mình, đúng không? Đó. Mình xét tử với mẫu thôi, nên căn x cộng 1 mình là cái số x lớn bằng không, căn x cộng 1 mình thích, mà x nó khác 1 đúng không, căn x cộng 1 mình chắc chắn là số dương. Đó. Hiểu không? Chắc là số dương, đồng ý ha, số dương cho nên 2 chia số dương là dương đó. Rồi tiếp theo lại có nhận xét nữa là gì, b bằng 2 chia cho căn x cộng 1 đó, thì nó sẽ bé hơn bằng 2 chia cho căn không cộng 1. Các bạn hỏi là sao vậy, bởi vì tử giống nhau nè à, mẫu căn x cộng 1 nó lớn bằng căn không cộng 1, tại vì x lớn bằng không mà, đúng không? Thì mẫu càng lớn thì càng bé, đó đó mình học tiểu học biết rồi, thì này nó sẽ bé hơn này đó, hiểu không? Cái lần này nó sẽ là bằng 2 đó, hiểu chưa? Này bé hơn này là 2 chia căn không, 2 chia không cộng 1 là bằng 2 đó, cho nên nó sẽ ra dấu bằng được ha, khi x nó bằng không thì nó bằng 2, cho nên mình đặt cái này là số 1, cái này là số 2 nè đó. Tức là từ 1 và 2
ta có B nó lớn hơn không? Không, mà nó lại bé hơn bằng 2. Không. Đúng không? Nó từ 1, 2 nó có B lớn hơn không bé bằng 2. Mà B nhận giá trị nguyên. Mà B lớn hơn không bé bằng 2 và B nhận giá trị nguyên. B nhận giá trị nguyên. Nên B lớn hơn không thì có số 1 thôi đúng không? Hoặc là số bé bằng 2 là số 2, B bằng 1 hoặc B bằng 2 thôi. À, lớn hơn không chỉ có b bằng một hoặc là b bằng hai thôi nó mới nhận giá trị nguyên đúng không, lớn hơn không là không lấy số không nha, một hai được có dấu bằng thế ra à, cho nên mình phải xét cái trường hợp một đó là b nó bằng một và b của mình là cái ban đầu đây nè, b bằng một là cái này bằng một này. Và cái này bằng một biết rồi, căn dưới mẫu là dương, căn x cộng một là dương. Đó. Ghi đầu mẫu chung này. Đó là căn x cộng 1 chia cho căn x cộng 1. Rồi bỏ mẫu đi, đúng không? Còn lại 2 bằng căn x cộng 1. Mình tìm căn x, mình lấy 2 trừ cho 1. Căn x nó sẽ bằng là 1. Căn x bằng 1 thì bình phương hay vế lên, tại x lớn bằng 0 điều kiện có rồi. X sẽ bằng 1. Thằng này là không thỏa mãn điều kiện, không thỏa mãn loại nha, loại vì sao loại, vì x khác một, lớn không nhưng khác một, đúng không, loại nè được chưa, loại mình ghi là vì x khác một, là loại nha. Đó, vì x khác một. Rồi trường hợp 2 đó là b của mình nó bằng 2, b thuộc 1 2 bằng 2 thì cho này nó bằng 2. Đó. Cũng quy đồng lên. Đó, mẫu chung là căn x cộng 1. Tiền này nhân 2 vô đây. À, bỏ mẫu đi là 2 bằng 2 căn x cộng 1. Rồi mình tìm căn x cộng 1. Mình lấy 2 chia cho 2, đổi vế lại đó. Căn x cộng 1 bằng 1 thì căn x sẽ bằng là 1 trừ cho 1, căn x sẽ bằng là 0, bình phương em vế lên, x sẽ bằng là 0, bình là bằng 0, thỏa mãn điều kiện x lớn hơn 0 bằng 0 à, khác 1. Đó. Rồi vậy chúng ta kết luận theo yêu cầu của nó. Nó yêu cầu là gì? Tìm x để b nhận giá trị nguyên. À, vậy mình kêu là vậy x bằng 0. Thì b nhận giá trị nguyên là b nhận giá trị nguyên là 2 đó. Rồi, xong. Đó là chúng ta hoàn thành được cái câu. Câu này cắt điểm nha. Câu cuối này là cắt điểm. Thì thức đầu thì không có gì nhưng mà thức cuối này là cắt điểm. Rồi. Đó. Làm cái đề này cũng hấp dẫn ấy. Không khó mà cũng không phải là dễ. Đề thí sinh bao la luôn. Bây giờ là được mười mấy đề rồi. Có đề chuyên nữa. Thầy sẽ ưu tiên làm đề trường thường trước nha. Giờ thi vô chuyên thì trường chuyên thì làm sao? Khi mà làm hết trường thường rồi đó. À, tới khi mà nó chưa ra kịp đề mình mới làm trường chuyên. Tại vì cái độ trường chuyên nó khó hơn nhiều. Rồi. Tháp nghiêng ở thành phố Pisa, Italia, nghiêng một góc 44 độ, tức là cái tháp nó nghiêng nhìn thấy là nó nghiêng góc 4 độ này. Hay dựng thẳng thì nó nghiêng 4 độ là cái góc là BAH là nó hơi mờ. Hiểu không? Tức là mình nhìn cái hình vô được. Phóng to cái hình lên. Tức là ở đây nè, góc này. Đấy. À, cái góc này đó thấy dụ gì đó là nó hơi nghiêng gì đúng không, đó nghiêng gì đây là nó, trong cái hình nó hơi bé nha, tại vì tác giả cho cái hình góc nó vậy đó. À, thì cái góc này nè à, nghiêng à, 4 độ
so với phương thẳng đứng. Phương thẳng đứng là đây, nó nghiêng vào 4 độ. Rồi, nó nghiêng 4 độ ha. Đấy. Rồi, tiếp theo. Người ta gắn ở mặt ngoài cái tháp, tức là mặt ngoài là chỗ này với chỗ này là điểm A nè, với điểm B nè. Người ta gắn vào mặt ngoài cái tháp hai thiết bị tại hai vị trí AB, đây là A, đây là B. Nối với nhau bởi dây chuyền tín hiệu, dây chuyền tín hiệu. Rồi, tính gần đúng độ dài nhỏ nhất của dây đó. À, độ dài nhỏ nhất tính là tính này nè. Tức là cái sợi dây này để làm cho nó căng ra nó không bị dùng, nhỏ nhất là vậy đó. Tức là chẳng qua là tìm AB đó, được chưa? Rồi, nhỏ nhất tìm tín hiệu tính gần đúng độ dài nhỏ nhất gì đó ha. Biết HB gần bằng 3,146, tức là nó cho cái đoạn này nè là 3,146, 3,146 m, tức là 3,1 mét đó, gần 3,1 2 mét. H là hình chiếu vuông góc qua trên mặt đất. À. Rồi kết quả làm tròn quá dễ. Có góc này, có cạnh này, tìm này, này là cạnh đối nè. Cạnh huyền này dùng sin là ra rồi. Dễ vậy không? Có một dòng một ra. À, vậy mà nhiều cái học sinh làm được cũng ngặt. Đơn giản vậy thôi, không có khó ha. Đó, à, ta làm trong cái này. À, rất là dễ ha. Rồi, ta xét cái tam giác này. A, B, H vuông tại H. Đó. Ta áp dụng tỷ số lượng giá. Đó, ta có. Ô, sin góc A. Nó sin bằng đối chiếu huyền. Nó bằng BH chia cho AB. Từ đó mình lấy suy ra. Mình rút ra hàng AB. Mình lấy BH chia cho sin A. Và BH nó cho là xấp xỉ nha. Mình cũng ghi đây xấp xỉ luôn. Mình thay cho 3,146. Sin A là 4 độ. Rồi. Góc nghiêng khoảng 4 độ luôn. Hai cái đều xấp xỉ ở cho nên khoảng. Giờ xấp xỉ thêm cái nữa nè. Làm tròn đến hàng phần trăm, đúng ra nó kết quả làm tròn đến hàng phần trăm theo đơn vị là mét nữa mới đúng. Đề gì là thiếu đó. Kết quả làm tròn đến mét theo đơn vị hàng trăm phần trăm là hai chữ số thập phân đấy, hiểu không? Hàng phần trăm. Nhớ chỉnh máy là cái chế độ độ mới bấm được nha. Tức là shift mode 2 1 á. À, mình bấm ra là 3,146 chia cho sin 4 độ. À, 45,09. Ấy không chín không? Mà sao lại số 9 nè? Hàng phần trăm là hai chỉ số. Vậy 09 là chọn lại là 10, 45,10. 09 là hình 10 đúng không? Đó, 45,10. Bạn ghi 1 là sai đó. Thiếu số 0 này là sai. Rồi. Tại vì 09 thêm 1 lên sau số 9 là thành 10. Nói chung phải là chuẩn nha. Làm cái gì cũng phải làm cho nó chính xác. Rồi, như mình kết luận. Vậy. Độ dài nhỏ nhất của dây đó khoảng 45,10 mét. Rồi. Chúng ta hoàn thành xong bài số 3. Giờ ta đi vào bài số 4. Bài hình học. Bài hình học thì ở Hà Nội thành phố mình nó cho 3 câu. Còn ở Đồng Nai này cho có 2 câu. Nói chung là đề này nhẹ. Hình nó nhẹ. Nhưng mà nhìn chung tổng thể là nó cũng hay đó. Chứ không có dở nha. Hay đó. Đề chất lượng đó. Không thua gì thành phố Hà Nội. Nhưng mà có điều là nó cho yếu hơn một tí đó. Có lẽ là tỉnh mà sao mà bằng được ha. Ở những thành phố lớn thì chắc chắn là đề nó phải khó hơn rồi. Rồi. Chúng ta sẽ đi vào. Ta sẽ giải hết tất cả các đề của toàn quốc luôn. Đề thi thử thi chuyên chắc được trăm mấy chục đề đó. Có đề nào ra thì làm hết đề đó. Đi thi là ok. Đảm bảo năm nay thủ khoa luôn. Cán lên.
thủ khoa của trường là chắc chắn rồi đó, nhưng mà thủ khoa của thành phố luôn 10 điểm. Điểm A nằm ngoài đường tròn ô, nằm vẽ hai tiếp tuyến, mình hãy tự tin lên là mình làm được chứ không có gì chân. Đấy. Mình quyết tâm lên, cần cù bù thông minh đó, bù là từ từ nó bù 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 lại, nó lắp lại nó thông minh lên, tức là ta gọi là cần cù là sinh ra thông minh đó. Mà nó chữ bù không phải đây là gọi là mình thiếu gì đâu, tức là mình rèn luyện giết cái tư duy mình nó sẽ thông minh lên à. Chứ không phải là thông minh tới mức độ nào đó là không thông minh được nữa, nó thông minh hơn luôn. Đấy. Rồi. Ở đây vẽ hai tiếp tuyến, cách vẽ như thế nào? Thì thường thì vẽ gì này? Thầy lấy đây. Ừ. Nói chung là cái đường tròn này mình cho làm sao cũng được. Vì vừa là đường to quá nhìn cũng khó nhìn. Ở đây được ha. Rồi. Ô đường tròn tâm ô đây đó, vẽ hai tiếp tuyến AB, tiếp tuyến là vuông, nhưng mà trong cái phần mềm vẽ hình này nó có cái dấu gì biết không, dấu mũi tên này, đừng vẽ dấu mũi tên này nhé. Đấy, nó mặc định nó vậy đó. Rồi A nằm ngoài đường tròn vẽ hai tiếp tuyến. À, điểm A nằm ngoài đường tròn vẽ hai tiếp tuyến AB AC. B nằm ở trên đi, nằm ở dưới cũng được, nó là tùy mình thôi, mình thích nằm đâu cũng được. Nó không yêu cầu. Đúng không? Rồi, chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp đường tròn. ABOC quá dễ rồi. Đó, mình dùng cái tính chất tam giác vuông. À, là hôm qua là mình đã có làm cái đề thành phố làm cái này rồi, quá dễ. À, không khó. Đây. Ở đây tôi đã sử dụng cái kiến thức đó là trong tam giác vuông. Đó, thì sao? Thì tâm đường tròn nội tiếp tam giác vuông nha, chính là trung điểm cạnh huyền, và bán kính là bằng cạnh huyền, nửa cạnh huyền. Đó. Thì ở đây cho lại cái cách mà để mình làm cái bài này, chúng ta hiểu nội tiếp 90 đúng không? Nó có một cái công thức đó, cái phần đó nó hay này, học rồi phải nhớ nha. Nằm ở hôm qua thì cũng mới giảng rồi đó. Trong một đường tròn cái tam giác vuông, à cái phần này, nội tiếp nó nằm ở bên cái phần học kỳ 2 chứ. Đây, đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông có tâm là trung điểm của cạnh huyền và bán kính bằng nửa cạnh huyền đó. Vậy chúng ta chứng minh tứ giác này nội tiếp, à có tâm là trung điểm của cạnh AB, ta khỏi gọi chữ gì hết, ta gọi ta có nè, AB là tiếp tuyến, tiếp tuyến mình cũng góc biết rồi ha, AB là tiếp tuyến của đường tròn O tại B, giả thiết nên
AB nó vuông góc với gì? Nó vuông góc với OB, đó là tính chất của tiếp tuyến. Thì từ đó mình suy ra cái tam giác, suy ra cái tam giác. Vì do đó đi, do đó cái tam giác là ABO vuông tại B, cho nên tam giác ABO đường tròn ngoại tiếp tam giác thì tam giác sẽ nội tiếp trong cái đường tròn, được chưa? Tam giác đó là ABO, tam giác ABO nội tiếp trong cái đường tròn, nội tiếp trong cái đường tròn có tâm. Nè, để thầy lấy cái đề hôm qua, thầy thầy làm giống như cái khung đó cho em xem. Cái đề của thành phố Hồ Chí Minh hôm qua đấy. Chính. Đây, đó. Thấy rõ ha. Cách trình bày nó y chang vậy, giống gì khác. Đó là ta có. Thì chưa, cái tam giác này vuông nè, nên ba điểm nè thuộc đường tròn tâm y đường kính đó. Không, tam giác này vuông cho nên ba cái điểm thuộc đường tròn ha, tâm đường kính là gánh huyền đó, nên mình ghi này nên đi, do từ đó mình suy ra dùng nên luôn cho nó giống cấu trúc đó luôn, suy ra nó giống vuông B nên giống như vậy ha, nên A B O cùng thuộc đường tròn. Cùng thuộc đường tròn tâm đường kính AH. Cùng thuộc đường tròn, khỏi ghi chữ tâm cũng được. Đường tròn. Đường kính là OA. Đặt nó là số 1. Rồi ta có AC là tiếp tuyến của đường tròn O tại C, giả thiết nên AC đã vuông góc với OC tính chất. Thì đó mình mới suy ra tam giác A CO vuông tại C, nên A này xin chữ O đi. ACO cùng thuộc đường tròn đường kính OA ha, giống vậy ha. Cái mình ghi từ một máy suy ra bốn điểm đó cùng thuộc đường tròn đường kính đó, đúng không? Tứ giác nó nội tiếp. Rồi từ một và hai, giống vậy ha. Suy ra A theo cái tứ giác là ABOC cùng thuộc đường tròn đường kính OA, mình ghi hai tứ giác ABOC nội tiếp trong cái đường tròn đường kính OA. Chương trình cũ hồi xưa nhanh lắm, nó làm gọn lắm, dùng tổng hai góc 180 là xong, dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp. Nhưng mà giờ chương trình mới nó không cho làm gì, mấy người giáo viên mà dạy mà không có kỹ kỹ sách giáo khoa mà trình bày là tầm bậy không. Đó là sự thật nha, không phải giỡn đâu. Thì cả đáp án, mấy cái đề có đáp án nó cũng làm theo vậy luôn, chứ không có được làm theo cái cũ đâu. Thì dạ là phải nghiên cứu lý thuyết rất kỹ, bám sách giáo khoa vô là ok nhất. Rồi, giờ ta sẽ vẽ câu về câu 2. Vẽ đường kính BD của O. Vẽ đường kính BD của O. Đấy. BD của O. Đường thẳng đi qua O vuông góc với AD. Nói AD lại. Đi qua O vuông góc AD cắt đường thẳng BC tại điểm E. Vuông góc với A. AD đây. Cắt BC tại E.
hơi nhỏ đúng không? Thành bây giờ lại cho nó rộng ra một tí. Đấy. Cho nó dễ nhìn chứ ngáy quá nó khó nhìn. Cái hình mình đâu biết trước mình vẽ như thế nào gọi là đẹp đâu, chuẩn đâu. Nên phải vẽ rồi mình điều chỉnh nữa thôi. Rồi, nó cho là cái đường thẳng đi qua kẻ đường kính BD đúng không? Đường thẳng đi qua điểm O và vuông góc với AD. Cắt cái đường thẳng BC tại vuông góc ở chỗ này ha. Tại điểm này là điểm E. Rồi, nó kêu chứng minh ED là tiếp tuyến của O. ED là tiếp tuyến. Thật ra mấy bài này nó không có khó. Chương trình cũ nó rất là quen. Nó làm trong mấy cái đề, nếu mà luyện thi mấy năm chương trình cũ là cái câu này câu cực kỳ quen thuộc. Thì nó hơi dài dòng thôi. Nó hơi rất là phức tạp đấy. Không phải là phức tạp, nó nhiều bước lắm mới ra được. Bây giờ cái mục đích của mình là chứng minh là cái hướng đi là chứng minh EO đúng không? ED nó vuông góc với OD. Đó. Tức là nó có hai hướng, một là chứng minh tam giác bằng nhau, hai là chứng minh tam giác đồng dạng. Bây giờ EOD nó không có bằng cái tam giác khác đâu, cho nên đồng dạng. Mà đồng dạng là phải khai thác được cái góc vuông này nè. Đó, tức là em cần chứng minh đó là vuông chỗ này nó bằng vuông cái chỗ D, tức là thầy đặt cái chỗ này là cái điểm này, ví dụ là cái điểm này là điểm K đi. Đó. Thì chỗ này đặt là điểm này điểm K. Cái hướng đi từ từ như nó quen như phải luyện. Cái gì cũng phải luyện từ từ mình mới có được kỹ năng đó. Mình cần chứng minh là OK OD E là nó đồng dạng OKD đúng không? Đó, cái hướng đi là như vậy, làm gì nó quen cái hình thôi nha. OK OD đồng dạng OKD đúng không? Nó có góc O là góc chung, vậy mình chỉ cần một cặp cạnh tỷ lệ thôi. Cặp cạnh tỷ lệ tức là OK nhân OE bằng OD bình, OK là nhân OE nó bằng OD bình, mà OD chính là bán kính đó. Mình hiểu ha, OD chính là bán kính đó. Mà bây giờ OK như OE đó thì nó lại bằng cái khác, nó bằng cái gì nó khó là chỗ đó đó, nó bằng cái chỗ này nè, mình gọi cái điểm này là bằng điểm H đi, hiểu ha. Đấy, H. Đấy, nhiều thứ để nói lắm đúng không, khi vô làm mới biết được nhiều thứ để phải học. Đó. OH. À, mình cần chứng minh OK nhân OE là nó bằng OH nhân OE. Thì mình phải chứng minh hai tam giác đồng dạng tiếp. Đó là OHE và OKA có góc O là góc chung. Đúng không? Đó. Vậy mình phải chứng minh thêm góc bằng nhau là góc H bằng góc K mới được. Mà góc K 90, góc H phải 90. Vậy làm sao chứng minh góc H là 90 nữa là được? Đó, nó nhiều, nó đi qua nhiều nhiều lớp lắm. Góc này 90 thì dễ rồi. Ta có AB với AC là hai tiếp tuyến cắt nhau. Là AB bằng AC. Mà OB cũng bằng OC. Đúng không? Đó, nó chính là bằng bán kính, cho nên OA là đường trung trực của BC. Dấu hiệu nhận biết đường trung trực đó. Nên OA sẽ vuông góc với BC tại H. Đó rồi là xong. Nó có vuông rồi, có cặp cạnh tỷ lệ là đưa vô là xong, và sẽ làm ra được cái này nó vuông vuông thì đây là tiếp tuyến thôi đó. Không dễ dàng đúng không, cực kỳ, nó cũng không khó nhưng mà nó thông qua nhiều lớp á, nhiều giai đoạn á, đốt cháy đó, cho nên phải học phải kỹ, làm là phải nhớ mới làm được ha, còn không là thua. Đó thì nhắc lại thì chưa, hai cái tiếp tuyến nó cắt nhau mình đã học rồi đúng không? Đó, để nhắc lại hai tiếp tuyến cắt nhau nè, sách giáo khoa thôi chứ không đâu, để hai tiếp tuyến cắt nhau coi cái mục lục của nó là nhanh nhất ở đây. Đó, tiếp tuyến nè 83. Đó.
dấu hiệu nhận biết tiếp tiến đường tròn. Cái này là để hồi mà chứng minh tiếp tiến là đường thẳng đi qua một điểm mà vuông góc với bán kính, là dấu hiệu nhận biết. Nhưng mà nó có tính chất hai tiếp tiến khác nhau này, thấy chưa? Đó. Hai tiếp tiến khác nhau của đường tròn cách đều hai tiếp điểm, tức là AB bằng AC đó, hiểu không? Đó, cái đó là quan trọng, đó gọi là tính chất hai tiếp tiến khác nhau. Rồi ta sẽ chứng minh vô đề H trước, thì ta gọi giao điểm trước nè. Ta gọi H là giao điểm của OA và BC, K là giao điểm của OE, đúng không? Đề cho OE và AD, OE AD, OE và AD, đúng rồi, OE và AD. Rồi thì mình ta có AB, này là có AB này, ABAC là hai tiếp tiến của đường tròn O cách nhau tại A giả thiết, nên AB và AC đó là tính chất hai tiếp tiến khác nhau. Hai tiếp tiến gì chuyển nên dưới đây cũng được, tính chất hai hai suy ra cũng được, hai tiếp tiến cắt nhau, tính chất hai tiếp tiến cắt nhau. Rồi ta có đó là OA AB bằng AC, nhớ là dấu đường chung trực nó cách đều đó, chứng minh trên. OB bằng OC là cùng bằng bán kính đường tròn O, cùng bằng bán kính đường tròn O. Điều đó mình mới, do đó OE là đường trung trực của cái đoạn thẳng BC, nên là dấu hiệu nhận biết đường trung trực là cách đều đó. Từ đó mình mới suy ra OA nó mới vuông góc với BC, đó là tính chất vuông góc với BC tại H, đó là tính chất của đường trung trực. Mà OA vuông góc với BC á, hai mình thu ngắn lại là OH, đó nó vuông góc với BE, đúng không? OH vuông góc với BE, thì đó nên góc OHE bằng 90 độ. OHE bằng 90. Đang hồi mình chứng minh hai tam giác nó đồng dạng đó. OHE bằng 90. Rồi, tiếp tục ta chứng minh ta có là gì? OE vuông góc với AD. OE nó cho là vuông góc với AD là giả thiết. Hai, OK, nó vuông góc với AK, nên nên cái góc OKA bằng 90, OKA bằng 90 độ. OKA bằng 90. Rồi ta mới xét hai cái tam giác OHE và tam giác OKA có góc O là góc chung. Còn góc O á, đầu tiên góc O này là góc gì? H OE. Còn góc O bên này nó là gì? Ghi theo thứ tự đó, KOE. Đúng không? Rồi, góc này là góc chung. Rồi tiếp theo hai góc bằng 90 nè, OHE đứng trước OK 90. Đó. Cùng bằng 90. Đây là chứng minh trên.
Từ đó, do đó hai tam giác là đồng dạng theo trường hợp góc góc. Năm lớp 8 biết cái này rồi ha. Từ đó mình mới suy ra cái cặp cạnh tỷ lệ nó, tỷ số đồng dạng đó. Rồi mình phải khai thác OK vô E nha, lấy OH, OH chia OK, OE chia cho OA là cùng bằng tỷ số đồng dạng. Đó. Nên nhân chéo qua OH, OK, OK nè, OH này. Nhân OA bằng OK nhân OE. À, mình đặt đây là số mấy? Nãy giờ số 2 đúng không? 1, 2, ở đây là số 3 đi. Rồi, bây giờ mình sẽ chứng minh nó bằng R bình nữa, đúng không? OKOE nó bằng OH nhân OA bằng R bình, phải chứng minh thêm cái nữa chứ. Dùng đồng dạng nữa để nó đổi vô OD bình. Đấy, chua không? Không phải dễ đâu. OH nhân OA là OB bình nè, OB bình hoặc là OC cũng được. Để mình đổi về OB với OC nó bằng nhau á. Nó thông qua nhiều giai đoạn nó mới ra được ha. Rồi. Bây giờ ta có nè. AB. Ta dùng hai tam giác nè, OH. OH. OHB với OBA, OBA đó. Ta có nãy là AB đúng không? Nó vuông góc với OB là cái câu A. Đó. Nên góc OBA là 90 độ. Phải dùng OBA nha, OBA là 90. Rồi ta có là nãy là gì? OA đúng không? Vuông góc với, nãy chứng minh ở trên OA vuông góc với BC nè. Đó. Chứng minh trên. 2 OH. Đó. Vuông góc với BH. Lên góc OHB và 90 độ. Rồi có hai góc đó 90 rồi. Mình mới xét hai cái tam giác. Đó là OBA và tam giác đó là OHB có OBA, góc O là góc chung. O ở đây á, đầu tiên là mình chọn nó lại, ví dụ mình chọn là B hay là A cũng được, B O A thì bên đây phải là A đi, A O B thì đây phải là B O H, cuối đầu giữa, đúng không? Ghi tương ứng là hai tam giác đó. Rồi góc chung. Rồi mình dùng góc OBA đứng trước cái tam giác OBA này. Nó bằng OBH là cùng bằng 90 nè. Dùng rất là nhiều giai đoạn mới ra được đúng không? Chứng minh trên. Đó. Cho nên học cái này phải đáng nhớ nha. Do đó, hai cái tam giác này nó sẽ đồng dạng nhau theo trường hợp góc góc. Từ đó mình mới suy ra cái tỷ số đồng dạng. Mình phải lo bắt cầu á, OH, OH với OA. Thì muốn có OH, OA thì ta lấy đây là O, O, A đi, chia cho OB, OB chia cho OH. Đó, cùng bằng tỷ số đồng dạng. Từ đó mình mới suy ra, nên, suy ra đúng không? Từ đó nên, nên tiếp, dục qua dục lại đó. Mình có OH nhân OA đó bằng OB bình. OB nhân OB đó là OB bình. Đúng không? Đặt đây là số số 4. Đó, bắt cầu qua. Từ 3 và 4. Suy ra OK nhân OE bằng OB bình cho nó cùng bắt cầu qua OH nhân O OA, đặt nó là số 5. Rồi mà nó có nè, OB bằng OD cùng bằng bán kính đúng không, đường tròn O. Rồi đó mình suy ra bình phương lên OB bình
bằng ô đi mình, số 6 mình thay vô từ 5 và 6 thì ra OK nhân ô E cho bằng là ô đi mình. Đó, hai mình chia qua chia lại đó để mình làm cái tỷ số đồng dạng đó, để đây đi rồi mình tính cái đó nha. Rồi bây giờ mình mới xét hai cái tam giác đó. Mình có là OK, bây giờ mình tính cái này trước này, để đó mình có nãy là OK OE đúng không, vuông góc AD giả thiết hai OK nó vuông góc với KD. Đó. Nên góc OKD là 90 độ. OKD là 90 độ. Rồi mình mới xét hai cái tam giác. Đó là O, D, E và tam giác OKD có O là góc chung. O là góc chung. Góc O cái này mình đọc là sao? DO. DOE, cái này là KOD. Chung. Và cặp cạnh tỷ lệ ra đây nè. Ví dụ đây nó lấy là OE đi, đó, mình chia cho OD thì bên đây lấy ngược lại là OD. Chia cho OK. Đó, thì cái này mình suy ra này, hai này nè, anh lấy nè, lấy OE nè, dục OD qua, còn đây ngược lại, hiểu không? OD chia cho OK, này là chứng minh trên, hai cái tam giác này nó sẽ đồng dạng, trong trường hợp góc cạnh góc, cạnh góc cạnh chứ không? Cạnh góc cạnh, đồng dạng không có góc cạnh góc nha, góc góc hoặc là cạnh góc cạnh thôi, chứ không có cái vụ kia nha, cạnh góc cạnh. Từ đó mình mới suy ra hai góc tương ứng nó bằng nhau. Đó là góc gì? Đó là ODE bằng với cái góc. Đó là OKD. Hai góc tương ứng. Rồi. Đây là số 7 đi. Đây là số 8. Không. Mình thay vô. OKD là 90 đó. Rồi, từ 7 và 8. Chia ra góc OD bằng 90 độ. 2 ED ED. Nó vuông góc với OD tại D thuộc O. Cho nên suy ra đó, ED là tiếp tuyến đúng không? Giống như cái đề này. Đó, ED là tiếp tuyến của O, đây là dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến. Đó, nó vuông góc với một điểm trên cái đường tròn đó ha. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến. Rồi, đều phải xong. Đó là hoàn thành xong cái đề này. À. Rồi.